Sao đấy Hào ơi? Ôi giời ơi, sếp Khôi đấy à? Chào Hào nhé. Vừa bị bắt xong sếp đến muộn thế. Ồ thế à, sao mà bắt? Là em hoàn hồn ở ngay đây nè. Đấy, thế là không gọi được cho ai đón về cả, nên anh phải đường cùng xin đạo tặc lúc pick con xe. À, ngựa quen đường cũ. Vừa lúc pick xong là có anh công an đón đầu luôn. Ui thế là, chứ ra là ở chỗ này là lắp camera rồi. Lúc bích cái bị phát hiện ngay đi. Tình hình hiện tại quay lại cái thành phố 3.1 này thì cái khu công nghiệp giã xe là người ta hoạt động cũng nhiều. Thế nên là chúng tôi cử lên đây tương đối đông các chiến sĩ để phục vụ. Đấy em cũng lên xuống 3 lần trong ngày thôi. Trời. Thế bị bắt mấy lần rồi? Khoảng 7 ấy. Hôm nay mới lần đầu tiên thôi. 8 à, thế 3 à? Lần rồi. Thế thì thôi thêm đôi lần nữa đi cho tròn quá tam ba bận đấy. Thế thì xếp tài trợ lúc bích đấy. Ok, không được. Tài trợ đi. Không được. Tài trợ đi nào, xếp khôi này, xếp khôi trong cốc nhiều lắm đây. Đâu? Đây anh lục qua xem thì có gì. Ây à, trong cốc xếp có hoa lá thế gì? À, vừa thả vào à? Đâu ơi, có tật giật mình rồi, xếp đánh nghi em thế. Thì biết đâu, từ anh vừa thả vào tôi kiểm tra lại thôi. Giờ mới có nè. Thôi nha, tôi đi đây. Cho em đi nhờ với. Đi đâu? Lên máy gỗ. Tôi không lên đấy, tôi chỉ đi lanh quanh đây thôi. Sếp phải lên đấy. Tôi không lên. Sếp phải lên. Không lên. Phải lên. Không. Lên. Không. Lên. Xuống xe tôi viết giấy phạt cho anh ấy. Tôi bảo lên sao sếp kêu tôi xuống. Lên. Đứng đây tôi viết giấy phạt cho anh này. À thôi à? Thế thôi. Tay lên, tôi có súng đấy. Lột tay lên. Ai à, kinh quá nhở. Lột tay lên. Này hôm nay là nhân cách thứ mấy đấy? Nhân cách thứ mấy? Đấy xuống rồi. Lột tay lên. Lột tay lên bắn bây giờ. À tội thách thức người. Ok, lại lên. Lên. Lại viết vậy. Xuống. Ok. Lên. Như nào nhờ? Phải xuống nè. Xuống. Nhanh thì đứng đây hết ngày. Mà như đang câu dở tao, nghi lắm. Mai áo chì này nó lại đang câu dở ra rồi, qua kiểm tra cái. Yo sơ. Anh Khôi à? Tôi đây. Alo. Alo. Này, alo. Ơi. Dạo này anh có đi giải mã giấc mơ không? Giải mã giấc mơ là cái gì anh? Gì? Ý anh là cái gì nhỉ? À ý anh là đêm tôi có nằm mơ thấy cái gì không? Thường thường ngày trước tôi cũng thấy anh hay giải mã giấc mơ lắm ấy. Cứ đến khoảng 6 giờ 15 phút là anh bắt đầu ngóng trông á. Đâu có đâu, tôi có ngóng bao giờ. Anh nhầm tôi với ai ấy, không phải. Có, ngày xưa tôi thấy có anh có chơi mà. Không chơi, anh nhầm rồi, không chơi. Thế à? Ừ. Tưởng anh chơi tôi, hôm nay tôi cho số. Không. Nhưng mà anh định cho số gì đây? 06. 06 à? 0660. Ôi trời ơi, không phải anh mà trời ơi, thịt thôi. Bung lổ à, bung lổ à? Có phải gọi là nhấc người. Nhấc người. Lại để tôi cho anh một người để rất là cần những con số của anh đấy. Ai? Anh Hiếu Chín Ngón. Ủa Hiếu Chín Ngón hôm nay không thấy đâu rồi, lặn mất tăm. Quang Văn Quấn thì sao? Quang Văn Quấn cũng thế. Ok. Này, tôi ít khi cho mẹ gọi là số cho người khác á. À? Một khi đã cho là lại nhấc người luôn. Là bung luôn. Bung luôn. Bung là toang đấy đúng không? Không, bung lổ luôn đấy. À bung. À bung à, bung cháy á, bung cháy à. Thế tôi lại không chơi cái đấy anh ạ. Mà này tôi bảo. Ơi. Dạo này tôi thấy có một bé tên là Vivi không có người yêu ấy. Anh có muốn tôi kết nối không? Tên là gì? Vivi. Ô, mới anh? Ừ, mới luôn. Trong thành phố mình á? Ừ.
Wow, hôm nay nghe tên lạ đấy, lần đầu tôi nghe được cái tên này đấy. Thế mới gọi là mới chứ, cũ thì tôi giới thiệu anh làm gì, đúng không? À, chà bé đấy hay xuất hiện ở đâu anh? Bé đấy hay xuất hiện ở nimo.tzv. Ok. Thế nó là khu vực gì mà nghe lạ thế nhỉ anh nhỉ? Ừ, khu vực gọi là khu hiểm mà. Khu điểm bị điểm ẩn anh. Ừ, điểm ẩn. Sao anh tìm được điểm ẩn anh báo tôi? Anh hả? Tôi cảnh sát anh báo thế. Không, đây là người. Phải là điểm. Là sao? Là cái bạn ấy xuất hiện ở chỗ người là sao? Không, cái bạn đấy nhá. Ừ. Hiện tại là bạn ấy khoảng mười mấy tiếng rồi bạn ấy chưa ngủ. Ủa, ở trong thành phố mười mấy tiếng rồi chưa ngủ? Ừ. Mà ok em ơi. Mà kiểu kiểu gì nhở? Mà thường là mấy ẻm mà kiểu mấy tiếng chưa ngủ là chắc chắn là không có người yêu rồi đúng không anh? Ờ. Mà cái kiểu đấy là cái kiểu bu bẩn đúng không anh? Ờ. Mà có phải là cái bạn đấy là không thấy mặt đâu, thấy mỗi ghế thôi đúng không? Đúng rồi. Ui trời ơi. Anh thiếu chuẩn rồi. Thế thì tôi biết bạn ấy bạn nào rồi anh ạ. Bạn ấy tệ thật sự đấy anh ạ. Công nhận là bạn ấy tệ anh ạ. Bạn ấy tệ thật sự ấy. Thế tôi đáng định giới thiệu cho anh mà anh biết bố rồi. Sao anh giới thiệu với tôi cái bạn tệ đấy hả? Anh em với nhau anh giới thiệu thôi. Sao anh giới thiệu tôi cái bạn tệ đấy? Không thì tôi nghĩ là cái đứa đấy nhá, chắc chắn là nó không có người yêu đúng không? Đó. Thì không có người yêu thì mới giới thiệu cho anh. Vớ phải đứa có người yêu giới thiệu cho anh thì nó đấm vào mặt tôi à? Ừ, nhưng mà bạn đấy là ở bên Indonesia đúng không? Thôi nhá, tôi đang bận rồi. Vâng anh ơi, khoảng cách quá, xa quá. Ây, đau cả bụng ở thề. Chơi là chơi cả gọi điện buôn chuyện thế này để nhận. Còn khi em bạn lên bán giá đi nhé, tôi đi vào thành phố cho. Ok nha, anh Khôi ơi, hiện tại hình như là mình đủ 10 cảnh sát anh ơi. Ờ, thế sao đã đủ rồi nhỉ? Làm sao mà đủ được? Không, mọi người cứ chia đều ra được mà. Có Zaki có thanh toán không? Có. Zaki với thanh toán lên đây. Góc 12 giờ đi. Ừ. Ờ, tụi em là cặp đôi những cánh bồ câu mệt mỏi nha. Vào đây qua đây. Đây chú dễ nè. Bà sếp ơi. Anh Đức Anh ơi. Không. Kéo được. Ơi. Sếp Khôi ơi. Sao anh Khôi? Hôm trước anh bảo là bún nó đang tìm một bạn trai để giới thiệu. Em hôm nay mang bạn trai sang giới thiệu cho nó. Tiến thêm vào tí nữa bông anh. Anh thấy được không? Anh thấy được. Anh ơi, chấm đúng được quá. Đi vào này đi quay. Yeah, bây giờ tự nhiên này đi tìm người mới làm cái gì? Hợp mà. Khoan, sinh năm 94. 94. Ờ, chỉ thì hơn 42 tuổi đó. Ừ, đấy, đẹp rồi. Cái gì đấy? À, anh có người giới thiệu cho em rồi, bún. Ôi, thật á? Ai? Ờ, đây, anh xin giới thiệu. Đâu? Mr. White. Anh đây. Ơ kìa. Ơ kìa. Gì ngày hôm nay em cưới rồi. Đấy, anh đừng hát bài đấy nữa. Cưới cái em. Đấy, anh chưa? Anh đừng có hát bài đấy ở đây. Người đàn ông may mắn này. Cảm ơn Diệp. Quan trọng là em là gì trong anh chứ, còn em không là gì. Hảo inbox xoay lúc này là hợp lý mặt cười. Chủ động lên bấy bì okay mặt cười. Okay. Đừng nói cái câu đấy nữa. Trời ơi, Bún ơi. Em này nghe thông tin đâu đấy, là gì có. Bún, đi vô, bún. Bún anh bảo này. Cái cuộc mà Mỹ thích ai là có kết quả. Em nhìn thấy người ngồi trên ô tô kia không? Em biết rồi, em hiểu rồi. Đấy, thì em đừng có nói thế nữa. Em hóa đơn 1.000 đô rồi. 1.000 là 1.000 thế nào? 1.003 1.003. Mà ra đây làm gì hả sếp ơi? Thôi em đi tuần đây. À thôi đi, tức đừng đi vội, tức mình bình tĩnh em nào. Mình ở nhà trai bên kia là bên đằng gái. Anh giới thiệu cho em bảo đi tuần, tức. Hôm nay ta cho mình nghỉ. Sao rồi kìa. Đây anh sửa xe cho khách chưa kịp. Anh xem mới nào vừa đến cái bún nói một câu động chạm quá đấy. Ông ai là muốn đi về luôn đây này. Bún bảo gì? Kìa.
Sao đây? Sao đây? Cái gì đây? Sao đây? Sao đây? Chú quên đây. Sao ấy? Mày bị khỏe quá à? Khỏe quá. Sao em? Mày, đây tao bảo mày có nhìn thấy con xe bay bay đang ở giữa cửa ấy không? Đâu. Tôi ra một xe cho anh nhá. Không, em để tôi để bảo thằng Minh ra xem nó xử lý đâu. Anh ạ, tại anh chọn sai người thôi. Nhưng mà anh đã chọn gì đâu? Kìa. Em bảo rồi, chị Mỹ tóc tím, anh Big Bang tóc tím, tức là người ta đã thuộc về nhau rồi. Đừng nghĩ nữa, đừng buồn nữa. Ok kìa, cái vấn đề là anh đâu có làm gì đâu, đã làm gì tiến tới đâu mà em lại nói thế. Kìa, em tưởng là hai người về sống thử với nhau rồi cơ mà. Chưa. Đấy là mọi người gán ghép tôi. Đúng. Cái bản thân anh không biết hay sao mà em lại nói thế. Đúng. Mày rảnh mày đi kéo xe cho Khả ở kho phương tiện cái. Ôi. Thế nên nhá. Nói gì nói bún bây giờ khác rồi. Ngày xưa là không phải là bún trong xe ngày xưa nữa rồi. Không, thì bây giờ bún không những bún trong xe, bún lại còn là bún luật sư nữa cơ mà. Đỉnh như thế cơ mà. Ơi giời ơi. À, vừa bún luật sư đó. Ừ, ok, hôm qua người ta vừa lấy bảo chữa đấy. Bảo bún sugar baby hay bún đáng yêu, bún thỏ thẻ, bún gì em cũng làm được. Úi trời ơi. Ngọt tê nhỉ. Ai chà. Anh đứng anh ơi. Nhà cái có vẻ là ưng rồi đấy. Ừ rồi. Thế thì băm thôi. Ơ kìa, sao anh lại vào việc thế nhỉ? Sao lại băm? Ơ kìa, sao lại giật? Dùng cái từ ngữ nặng nề. Ừ, thế thôi để anh đưa Y đi, anh chuyển màu tóc nhá. Y sao chuyển nó màu vàng nhá. Anh ơi, mình chỉ hòa quyện vào nhau thôi. Úi trời ơi, cứ như là cà phê sữa ấy nhỉ. Nói sao nổi hết cả da gà. Ơ kìa, người ta con gái ta chủ động lên gì nữa. Thôi lại ship à, Matthew ơi. Anh lời em đây. Ship hoài thôi. Anh đúp gì ở dưới đấy Khôi? À, anh đang sửa cái lốp xe. Có ai ship hàng cho A ở đồn cảnh sát đấy? Anh từ chối em xong bây giờ anh lại bắt đầu. Ờ chơi lên. Này em. Này. Không. Oai không, tôi nói thật. Tôi không hề làm cái gì với cả bún cả, không có bất kỳ một chút tình cảm nào luôn, được chưa? Trước em có nhớ là bún cũng có nói gì đó là biểu hiện mái chịu trống rồi đấy. Đúng rồi, biểu hiện rồi. Nói gì như em quên rồi à? Quên rồi thì lời chắc là lời nói gió bay đúng không? Ờ kìa, sao lại lời nói gió bay? Hôm đấy quên thì hôm nay nhắc lại nào. Hôm đấy là gió, hôm nay là mưa mà, hai ngày khác nhau mà. Gọi cho nó vào. Trời ạ. Ờ thì cứ cẩu đấy, cứ cẩu xem vào đấy. Cẩu xem vào đây đấy. Oai chủ động lên oai. Anh thì anh cũng có dám đâu mà anh cứ bắt người ta phải okay. Chủ động. Ôi sợ này. Cái gì em cũng có rồi. Anh mà gặp cô gái của đời mình là anh chủ động ngay, đừng có đùa. Thôi đi, anh nháp bỏ xử đi gặp ai. Ok. Gặp ai không dám nói chuyện. Ok, anh nói chuyện suốt, ai cả nói chuyện. Sếp ơi, em thấy cái văn này là muốn thích sếp chứ không phải là với người khác đâu nhá. Anh cứ nói linh tinh. Tôi chả giờ thích một người bảo tôi đánh đá cả chứ. Đây, đồng chí Y này, nghiêm túc trong công việc. Bây giờ sẵn sàng trong tình yêu, chỉn chu trong việc nhà đấy, lo toan thì việc nước đấy, người như thế cơ mà. Ôi đi, đã yếu SL rồi còn đẩy đưa đẩy cho người khác nữa thôi. Ok. yếu bao giờ mang tiến đồ cảnh sát ta. Em nghĩ là sếp nên đi tập luyện cho nó tăng thể lực lên đi. Thế bây giờ mày lại tin người ngoài không ai? Đấy sếp thấy không, bây giờ sếp tự nhiên đi giới thiệu với em người ta làm cái gì. Thì đấy. Mình phải từ từ mình theo dõi rồi là mình. Đây, để anh nói. Không cua đâu. Đấy nhá, là ngày hôm qua ấy, anh Đức Anh có gọi anh sang đây, bảo là em vừa chia tay bạn trai 7 tháng nay rồi là rất là buồn, đang rất cần một người, thế bảo anh là xem có ai thì giới thiệu cho. Đấy, thì ngày hôm nay anh giới thiệu em là đúng rồi gì? Mày lại bảo không có đầu có đuôi. À, thì đấy, sếp nói thế từ đầu đi, thì em còn có hướng chứ. Anh thì anh cho mày cái sự bất ngờ. Tự nhiên đùng cái thì sang là quen cái thứ người ta sao được. Đây, biết. Nhưng mà tao bảo nhá, bây giờ mà tao lúc ở viện tao bảo luôn là sang đây gặp em Bún thì chắc chắn mày ngại mày không đi đúng không? Đấy, thế nên là tao phải như thế. Em cũng biết Bún từ trước rồi mà. Sếp cũng nhớ cái ngày Bún vào thành phố à? Ok, đây có cả Phát hôm đấy đi này. Ok, Phát sao đây? Thằng này nhớ cả những ngày đầu tiên, thế ngày đầu tiên là như nào? Ok, ngày đấy là em có giới thiệu Bún cho sếp đấy. Ok, sao giới thiệu cho tôi buồn cười nhỉ?
Đấy bây giờ là bún là đấy là có cả phát đi theo này, phát đi bún bảo là chị em này. Bây giờ bún là cần một người đấy trông như anh chẳng hạn, thế nên anh xem. Phép buồn R kia a mặt cười. À, thì cái gì đấy rồi sẽ đến rồi sếp cứ từ từ, mình vội làm cái gì? Mày có thích đấm nhau phát lên sàn này, chơi không? Có chuyện gì đấy chứ coi, trong ngay căng thẳng đấy. Thằng phát nó cứ đứng nó tát mấy anh em tôi này. Tạm hiểm sao ấy. À như nào đấy phát đây. Bình thường lại chưa. Khầy ối chỉ đi mai mối được thôi, chứ còn về độ nhát gái với độ ế thì Khôi đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất. Đúng. Cặp ấy đẹp đúng không? Sau hôm trước anh em mình được thành công ấy, em thấy anh em mở dịch vụ kiểu hỗ trợ tư vấn tình cảm với cả cầu hôn cầu hủng đúng không, đám cưới đám kiếp. Ừ, anh em mình là công ty hai thành viên được đấy, nhưng mà mẹ tiền đéo đâu ra, thì người ta muốn làm người ta phải có phí mất phí cho mình chứ. Nhưng mà cái chính là mình không biết là mà làm một vụ đấy mình lấy phí bao nhiêu. Ui dồi ôi, em làm với em biết này, hết tầm hôm đấy hết bao nhiêu, có đông hay không? Hôm đấy hết 50.000 là hết cất ạ. Ô sao rẻ thôi á? Ừ, hôm đấy quân chúng thì mỗi người 1.000 thì đơn giản này. Ừ kìa. Ơ, tối nay có đám cưới đấy, mọi người có đi không? Uầy, cưới ai đấy? Cưới anh Big Bang với cả chị Mỹ. Ôi trời ơi, cưới luôn à? Vì ngày hôm nay em cưới rồi. Mãi sau hay sao? Tê nào. Cưới luôn anh ạ. Cưới luôn. Dạ mà. Một người đã bằng thế rồi. Sách duyên bên tình yêu mới. Ờ thế ạ, Trần. À, tôi về anh Khôi à, tôi à, vâng. Đại diện bên nhà gái. Vâng. Chính thức gả Kim Ban Bún cho đồng chí Oai. Okay, anh ơi, rất trân trọng. Nhầm. Bà là đám cưới tối nay là của anh Big Ben với cả chị Mỹ. Rất trân trọng. Sao anh Big Ben lại cưới nhở? Sao như nào? Rất trân trọng. Anh cũng thấy là bên đấy đang Big Bang là cái anh vừa rồi ngồi trên nóc xe, anh bắt tóc tím ấy. À boy gì? Boy là tối nay là cưới Mỹ, còn Bún thì chắc là để buổi mai đi nhở? Để Bún với Oai ngày mai đi, nhà trai xin phép là ngày mai sang đưa dâu ạ. Ok rồi, ok. Còn chưa đâu ở đâu mà nhớ, cưới bạn xin lễ nhà trai nhá. Xin lễ bên nhà gái cần là gì ạ? À? Có chín nhà gà chín cựa ngựa chín hông mao. Thế thì Bún lại ế tiếp ạ. À. Mẹ chứ tầm đấy tìm thì đéo được mấy cái đấy anh. Anh em có cái gì dễ hơn đâu? Ôi đây. Gối mày xe gắt tiếp. Hàng hiếm thì rửa mang vào bảo có hỏi có rửa không. Thôi thì em xem thế nào, em xem nào, em nhẹ nhẹ một tí cho quay quay quả. Ơ 20 điều đơn giản, đứng nguyên anh đưa luôn này. Anh nhiều thế. Thì sáng thu về chưa cất. Cái vấn đề là đã cầu hôn đã tỏ tình gì đâu mà lại cưới, cái này lại phải liên hệ dịch vụ anh em mình rồi thôi ạ. Hợp lý tê nhỉ. Thu ngay mỗi bạn 50.000 em ơi. Em thu bên đằng gái, anh thu bên đằng trai nhá. 25.000 chị ơi. Không, thu 50.000 là một người. Mẹ, mình mới có lời chứ. Ừ. 50.000 một người chị ơi. Đám cưới à nhầm, màn cầu hôn siêu lãng mạn. Có 102. Người ta đang bảo là sắt 9.000, nhựa 9 cục là thì. Ô sao hai người này như đang chat WhatsApp với nhau thì nói năng gì nhở? Ơ đấy. Nhà. Ui tạnh mưa luôn này. Mẹ thằng Phát nó vừa bảo mưa thế tạnh luôn. Ơ kìa, ngại ngùng kìa. Ngại kìa. Đấy. Hay là sử dụng mạng xã hội khác nhỉ? Ừ, có thể anh ạ. Ok. Ok. Lạnh lùng thế. Ơ. Thằng thằng chắc kìa, nó nổ tới bếp chắc kìa. Ok. Ơ, không nói không dằm gì kìa. Sao thế mày? À đây rồi, đây rồi. Thế làm sao đây? Không, làm sao đâu. Thế mà như nào được không? Thì tính đi làm thôi chứ như nào sếp. Ờ để tao cất xe, tao mày ngồi trên xe tâm sự này. Tao ra muốn xe nào. Ok. Anh em mình đi trực chung. Vào việc thêm gì nhỉ? Kèo lại được đúng không các bạn? Tôi giới thiệu quả kèo hợp lý đúng không? Tâm sự với. Ừ, lên xe đi. Ô, đéo gian được này. Để đây đi, gửi đây tí ra đâu sếp. Không được. Thế thì về đồn đi ngoài anh cất con xe cái. Đi đi về đồn đi. Kìa. Em ơi em đi tù đây, mạnh khỏe nhá. Ok.
Đại Tú. Đồng chí Khôi ơi. Sao anh? Tăng kia nó làm sao đấy? Nó đấm tôi anh ạ. Ok. Ok, tôi hỏng rồi. Ôi giời ơi, khổ thân. Không thể tin được. Bạn nhỡ tay nhầm lẫn gì chứ? Thế thôi anh lên xe đi với tôi đấy, bún ở đây trực nhá. Đây anh lên xe đi với tôi lên đấy. Bên anh có bận không đây? Không không không, một lúc nữa tôi mới bận cơ. À, tôi đang để cho thằng này lên để nó kể thêm về bún cho Y để Y tìm hiểu anh nhở không? Anh có muốn đi tâm sự của những người đàn ông không? Hay phải làm việc? Không, đi tâm sự cũng được. Thế đi, qua xe kia đi chung luôn một thể. Tại vì là tôi cũng chả biết gì cả. Ok kìa. Thằng Bông Mai nó biết à? Thằng Bông Mai nó bảo nó biết về bún nhiều lắm. Ủa, thế cơ à? Mẹ, thằng này như ma sò ấy nhỉ? Ui giời, lại chị có thích không mà cái gì kìa? Là thành phố toàn là yêu đương nhiều quá anh ạ. Ừ. Mình chơi à, này, bây giờ là thành thành phố tình yêu rồi. Ừ. Cướp thành phố mà cứ như là audition thôi chứ. Em cô ơi, bao giờ này. Em mới được cưới? Còn anh Ben sau em lại được cưới trước vậy? Ờ anh Ben cưới ai? Nghe bảo Ben cưới Mỹ là sao? Ben là nào cứ Big Bang, Big Bang. Cái đầu bụi, đéo hóng xịt còn. Đéo hiểu kiểu gì. Ông ở bên độ xe ấy. Ông độ xe ấy. Ông tóc tím ấy. Thế xong người ta được cưới trước nhở? Sao em muốn được cưới nhở? Em muốn cưới thì em cứ đầy đủ tiền đi thì cưới. Phải tiền vào xong rồi. Thế ông rồi phải gặp cái ông nào chủ plan chương trình các thứ ấy. Ví dụ như anh bảo mày là tối nay cưới là anh hốp là anh lên plan lên kế hoạch cho cái đám cưới này thì mày muốn cưới mày phải liên hệ với David Tèo hoặc là anh King hoặc là gì đấy. Được, thế thì bên thủ hôn của bọn em là anh Độ với cả anh Phương mà thì phải liên hệ anh ấy chứ. Thì đấy thì liên hệ anh ấy đi. Thì đấy mày là chú rể cô dâu thì mày phải tự liên lạc với bọn tao đi thì cưới hộ mày ạ. Tao phải hỏi vì sao bọn họ được cưới trước chứ gì trời. Rồi. Cưới thì phải tập trung với chứ lại. Thế tôi đâu tâm sự với nhau, tâm sự đốt đấy. Tôi bỏ qua đi tâm sự đốt cho tâm sự đấy, tâm sự đấy, why tâm sự đấy. Đồng. Alo, anh bên ship hàng anh ơi. Không, em chưa ship tí nữa anh ơi, tí em ship rồi nhưng mà nghe nói tối nay anh cưới ạ, đã có biết đám cưới chưa nhỉ? Trời ơi, không phải tôi. Không phải tôi à? Big Bang với cả Mỹ. Thì anh hỏi em xem có biết đám cưới chưa để em chuẩn bị nhá. Rồi, ok nhá. Cay tê nhỉ cái thằng này. Thế mà đồng chí Khôi bảo thế đấy. Đồng chí này gặp sao nhở? Cái gì? Sao đồng chí ơi? Thì bây giờ tôi bảo thì đây nhá. Tôi bảo là anh với tôi cùng đi tâm sự. Thì Bông Mai nó nhảy lên nó bảo đi với. Thì rõ ràng nó phải biết về bún thì nó mới đi cùng. Chứ nó lên nó tâm sự cái gì? Thì bây giờ anh ấy muốn biết gì để em kể. Duy Khang đã scan 10.000 đồng. Quay không tán thì anh tán đi. Bún chứ phải món hàng đâu. Ok kìa. Từ đầu đến lít cho các bạn. Năm bao nhiêu nhỉ? Nguyễn Sơn Ho nhé, cảm ơn em. Sinh năm bao nhiêu nhỉ? 96. Địt mẹ thế mà cơ biết hết, địt mẹ của thằng này nhốt nó vào rồi. Thằng này chắc sao anh nó bảo, anh bảo nó là ma xó. Trai hơn tôi tưởng nó biết hết, tôi tưởng nó là ma xó, thằng này đéo biết cái gì cả anh ạ. Ui dồi ôi, lại trai hơn 2, gái hơn 1. Sai mẹ mày rồi, câu đấy là gái hơn 2, trai hơn 1. Nhưng mà ở thành phố mình có thế anh. À ừ, đúng. Đấy, cái vụ này thì đấy, anh Oai... Anh Oai có thích một đường vừa giỏi tiếng Anh, vừa giỏi marketing lại còn kéo mồm không? Thì bây giờ nói thích thì thích làm sao được. Phải thôi anh ơi, anh quay đang buồn, đừng chọc ảnh nữa, anh tội nghiệp. Không, ý là phải thích thì mới có thì mới tìm hiểu chứ còn nếu mà không thích thì tìm hiểu làm gì, đúng không? Đúng rồi, tức là nói thật. Từ thích nó khác với từ yêu, anh Oai hiểu không? Anh cứ thích trước đi đã, rồi anh tìm hiểu đã, xong rồi anh bắt đầu anh tỏ tình thì lúc đấy mới tính là yêu, đúng không? Mà mình yêu rồi mình mới tiến đến hôn nhân. Đúng quá. Còn nhiều thời gian mà. Thật bây giờ các anh bắt tôi trả lời luôn là sao tôi phải có thời gian suy nghĩ chứ. Không, chúng tôi không bắt trả lời bây luôn. Bây giờ tức là bây giờ cứ kết bắt là tìm hiểu luôn đấy. Ơ cả VV này, cảm ơn VV chứ. Còn gì nữa, thế bây giờ thích đúng không? Thích là phải tìm hiểu. Thương anh Oai. Cảm thấy hợp nhau thì mới yêu đúng không? Đúng rồi, đây nhá. Lâu cảm thấy chung sống được. Vẫn trọng bình nhá. Về một gia đình thì lúc đó những bạn nào chưa follow tôi xin một follow nhé, cảm ơn các bạn. Cưới. Đúng. Bây giờ lại tôi bảo này, bây giờ anh cứ làm quen trước đi để xem như thế nào đã. Thằng nào đầu chọc nhóc kính nhỉ, quen ta. Thằng bán bít đấy anh ơi, nó chuẩn bị nó xuống nó đưa tôi món hàng này. Anh nhìn chuẩn bị nó xuống nó ship hàng cho tôi này, là chuẩn bị dừng cái hộp này.
Alo, ở đây có ai ship người yêu này? Đấy, anh nhìn này, tôi bắt bài đó rồi. Ờ, đây có ai ế không nhỉ? Đấy, anh thấy chưa? Hợp lý. Đây, này, tôi ế anh ơi. Anh nhận giùm em gái anh ơi. 3, 2, 1. Rồi, tôi nhận được, cảm ơn anh nhá. Anh cứ yên tâm nhá, là ngày nào cũng có hàng tới anh nhá. À, vâng. Hôm nay là cô thứ tư rồi nha anh nhá. Rồi, ok anh. Anh này cứ như là ship búp bê tình dục với ngày nào. Shipper. Em nghe anh. Trong hộp này có cái gì đấy? Người yêu anh ơi. Người yêu. Búp bê. Hôm nay cô thứ tư rồi. À thế thì mai em ship to cho anh nhá. Ok, trời ơi. Anh thế đồn của tôi là toàn thế chết thôi. Ok anh nhá. Ship rồi tức lại nhỉ. Em nghe nói ai đám cưới nhỉ, có biết chứ nhỉ. Ờ, cảm ơn Minh Minh nhá. Tặng anh Khôi và các mod béo ị cốc nước. Em order luôn một bản nhạc lên đi. À, một bản nhạc chứ, một bản beat, bản beat. Ừ, giá của anh tầm khoảng từ 20 đến 30 nghìn em. Ôi, rẻ thế. Rẻ quá, rồi. Rẻ. 50 nghìn đi, làm cho nó bài 50 nghìn đi. Hai 50 nghìn. Hai 50 nghìn á. Thôi anh. Mày 20 30 xong. 50 nghìn vào. Mày mua bài 30 nghìn đi, tao tặng mày 5 nghìn mới mua bài 30 nghìn đi. Anh mới có cái bài tên là cưới thôi, em sử dụng bài đấy luôn cũng được. Nhưng mà có bị đụng hàng không anh, đám cưới mà mày đấy. Thế thì tí anh sửa lại drop cho em thôi là không khỏi đụng luôn. Okay, thế thì anh ăn 30 nghìn đấy không được. 30 nghìn nó tưởng mày mới chứ. À, em sử dụng thế, anh lấy em 10 nghìn thôi em ơi. Ở đây được anh. Ờ, ok em nhá. Ừ. Anh sửa đoạn được rốt cho em nhá, cho nó vui tươi hơn nữa nhá. Ờ, ok nhá. Ừ. Ok nhá. Bảo việc khoảng 10 giây. Anh đấy. Anh Hiếu Nghiêm. Tôi lại gửi có cái chứng dung cơ kìa. Bit donate cho em. Bên MC. Ui giời ơi, cái ông Hiếu Nghiêm hôm nay ông đi đâu? Gửi Khôi cái chứng dung. Có thấy đâu. À, Hiếu chín ngón đấy á. Này đi đâu chứ. Thôi này, quay trở lại vấn đề đi. Đây, quay trở lại vấn đề đi. Cái thằng Vương Mai này mày đưa thông tin cho Y đi. Đưa thông tin cho người ta tìm hiểu. Ừ. Thông tin gì, nhưng mà thông tin gì chứ. Thì mày có thông tin gì thì mày đưa cái thông tin đấy đi. Đấy, em đưa hết rồi đây. Ô, thông tin gì? 96 nhá. Đưa cái gì? Okay. Mẹ 96 là tao đưa nhá, địt mẹ mày có biết đuổi đâu. Anh ơi, hay là mình đánh cái thằng này một trận đi cho nó tỉnh ngộ ra chứ. Đúng, phải đánh cái thằng này một trận. Ngáo quá, thằng này mày ngáo. Hello. Thật chứ. Sếp ơi, cho em về gara đi, fan em kéo xe cho khách với. Ơ kìa. Ơ, chú đấy. Đi. Tí mình nói chuyện tiếp. Chú đây. Đã xe anh em quay chú xếp ạ. Ok. Đi anh ơi, lên xe anh ơi. Quay, đi quay. Anh Khôi ơi. Tôi đây. Có gì thì cứ tầm giờ này thì em cứ ship qua nhá. Ui trời ơi. Vâng ạ, à, anh lại nhà. Ok anh. Mình cứ tuần đều được. Anh ship đều đéo chịu được. Alo. Đấy đây, con đang gọi chú đây. Con đang gọi chú đây. Ừ, nghe thấy không? Chú cho con hai xe kéo ra kho phương tiện được không? Ok. Nó đứng ngay ngoài đây này, nghe cái gì mà nghe. Biết rồi, vẫn đang nghe điện thoại trong này. Thì là nó đây, đâu đạp xe qua đây. Thì biết rồi, bây giờ anh cho tôi về gara đi, tôi lấy xe kéo cho nó. Quay ơi, xe mày bên này, quay ơi. Anh xuống dưới đi, anh cho nó lái. Trời ơi. Trời ơi. Anh cứ bị làm sao ấy. Thế là anh qua kho phương tiện đúng không? Không, tôi qua kho phương tiện, tôi đi bộ, tôi kéo xe cho nó. Ờ, đúng. Kéo bằng cơm hả sếp? Đi. Một cười vậy. Ờ, này, hơi được đà đây chứ. Tôi thấy là cái thông tin của anh Bông Văn Mai này đưa chúng tôi là hơi tệ anh Đức Anh ạ. Nó không tệ, bây giờ em mang lại cái điều gì cả. Em bảo rồi. Bây giờ nhá. Nếu mà anh quay thích một người con gái giao tiếp tốt nhá. Bây giờ 5 là đúng rồi. Từ 5 sinh là biết rồi đúng không? Biết rồi. Thế bây giờ kiểu là tính cách kìa, con người như nào, nhà con một hay là con mấy này, nhà ở đâu, các thứ nào, mày phải nói đấy. Đúng, mày phải nói, mày phải tìm hiểu cái đấy đấy. Rất là mạnh bạo này. Úi trời, này rồi, đúng ý rồi. Em nghĩ là nếu mà yêu chị này ấy là... Là cái đéo mất mẹ mic rồi. Nhà đâu. Là mất mẹ mic rồi sao? Mẹ mất mic rồi. Thằng này phế đéo chịu được. Thằng này phế quá anh ạ. Đéo thì chấp nhận được. Lấy xe em bảo là nếu mà anh quay kết chị ấy thì không phải chủ động đâu, chị ấy chủ động hết. Không kìa. Có làm sao không? Không, chị ơi. Chú ơi. Không sao, tao né được. Tâm pháp và cao cường không? À, quên, anh vô duyên các nhà. À, Bông Mai cho anh đi kéo xe đi. Anh Khôi ơi, ở đây chờ tôi tí, tôi về. Không, đi chung, tôi bảo đi chung. Quay đợi anh ở đây đi, anh đi chung một tí. Ok ạ.
anh phải hiểu ý tôi chứ anh. À, trời ơi. Okay. Hiểu đúng không? Hiểu đúng không? Xuân đã đến bên em. Xuân đã đến bên anh. Thì anh chịu khó anh ngồi nóc rồi cả nhá. Ok, nhưng mà có ngã không đây? Ngã thì anh cảnh sát, anh thân pháp kiên thân pháp anh cao cường lắm mà, anh có thể lộn một vòng à? Thôi sợ, lộn một vòng thì đi luôn thì sao? Thì thành vọng một lồn luôn. Ok, ok, ta lại vọng vào đây. Lộn một vòng lại thành vọng một lồn. Cảm ơn Xuân, Xuân ho nhé, cảm ơn bạn. Chú này kỳ ghê. Đám cưới nhanh thật, không tìm hiểu, không hẹn hò, không cầu hôn, chỉ có ở Mixi City. Có cầu hôn mà, đầy đủ hết. Nếu mà ví dụ mà ngoài mà có đôi có cặp mà như kiểu sở cảnh sát của anh đấy, có cặp hết, chung gia nào có. Ok anh, sở cảnh sát nó còn nhiều lắm, mấy thằng cái thằng mắt thâm đã có đâu. Thằng Zaki chưa có, thằng Andri, thằng Reti. Mắt thâm có vợ ở quê rồi. Không làm gì có, cái thằng đấy chó nó yêu. Đây để tôi xuống. Ôi tôi chết rồi. Úi giời ơi. Rồi tôi không sao anh em, tôi không sao. Úi giời ơi, đau thế. Em thông cảm nhá, từ từ anh quay lại anh kéo cho em nốt nhá. Bởi vì ta có mỗi 2 thằng kéo. Đây đây, có xe chú chím nữa, đủ 2 này. Chưa đủ, chưa mà... được lấy xe này, em kéo cho anh cây bích trước. À. Anh Khôi kéo xe hộ với em đi. Tôi không có được lấy xe đâu, tôi lấy được tôi kéo cho ngay. Ê! Bông mai ơi! Bông mai ơi! Bông mai! Bông mai ơi! Alo! 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 Sao thế? Lại lại lại! Sao thế anh? Đi 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 chậm thôi! Ở đấy đang tạo điều kiện để cho Bún nói chuyện với Oai đấy! Đi chậm thôi nhá! Đi chậm thôi à? Đi chậm thôi à? Ok ok! Đợi ở đây luôn thế? Ok ok! Cho đồng phòng luôn anh! Ok. Đi anh Khôi ơi. Đi anh, đi anh. Anh ngồi đây. Đó đây, tạm biệt tạm. Ui, chính có khi là anh mà có con xe nữa tôi kéo hộ anh được đấy nhỉ. Không lấy tiền luôn. À, có mà anh đang kéo xe cho khách em về cảm luôn. Cảm ơn Xuân Hoàng nhé, cảm ơn Xuân Hoàng. Ok ok. Cảm ơn Xuân Hoàng rất là nhiều. Này, không biết anh đi. Ơi, ngày gì đông khách thế? Hôm ngày thất tịch anh ơi. Ngày nhu nang trước nữ. Anh hôm nay anh ăn đậu đỏ chưa? Ui tôi tắm luôn rồi anh. Tắm luôn rồi. Thế mà đéo đổi vận được. Ok à. Đỏ vận. Từ tối người ta mới đổi vận, vừa tắm xong lại có luôn được anh. Lại không biết là câu chuyện ở gara như nào nhỉ anh nhỉ? Nóng thế. Hồi hộp thế nhỉ? Quay lại thấy đang đấm nhau thì bỏ về. Tôi vừa gọi cho thằng Bốc Mai bảo nó đi chậm chậm thôi. Không nhưng mà ví dụ nhá. Vâng. Mà hôm nay anh vừa bảo anh tắm đậu đỏ luôn mà ngày mai không có sự khác biệt ấy. Thì ra là cái đấy bất cứ cái gì nó cũng không thể thay đổi được. Ờ kìa. Mình không phải ngày một ngày hai được anh, mình phải quá trình lâu dài, tôi tắm cả tuần mà. Không, tôi nghĩ là anh cắt tiền âm. Ờ kìa. Thật sự đấy. Nghe nặng nề thế nhỉ. Đi xuống đi. Ok anh ơi. Này, anh thấy cái đuôi này có được không? Được đúng không? Được, được. Ok nha, ok nha. Nói chung là này, tôi nói thật, tôi là con gái tôi yêu ngoài. Đúng quá gì nữa. Tôi thấy như thế là hợp lý. Đẹp trai cao to. Trông cứ như Hà Anh Tuấn nhỉ. Còn hay chứ. Đúng. Này anh mà là con gái, chọn giữa tôi và Hoài anh sẽ chọn ai? Tôi chọn Hoài, tôi chọn anh thì. Thế mà giờ không? Anh cho tôi tí sĩ diện chứ anh thẳng mặt thế. Anh ấy thẳng mặt thế nhở? Cay thế. À đi trước cái đồng chí Hoài. À bù đây bọn anh xin phép đi trực nhá. Bye bye nha. Em có số của ai chưa? Anh
Khôi ơi. Bảo sao chị các anh cứ đẩy em. Ủa sao lại bảo là món hàng? Bọn anh nhá, bọn anh yêu thương em nhá, bọn anh trân quý em, bọn anh mới giới thiệu cho em một người tốt như thế. Chứ nếu như mà tính anh... em món hàng thì là phải phải qua tay nhiều người chứ đúng không? Anh giới thiệu cho em một người mà. Các anh cứ đưa để em hết người này qua người khác. Đúng điều, rồi. Điều, 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 điều. Sếp, sếp phải để người ta tự nhiên. Này, bây giờ cứ như thế thì làm từ, sao từ để anh nói. Anh đã bao giờ đưa để em với một ai chưa? Chưa đúng không? Chưa anh một ai luôn. Anh đưa hết người này người khác luôn. Ok, điều ai, kể tên đi, ai. Anh chip nữa. Ai em kể mấy tên đi, ai nào như em là món đồ không bằng đó. Nhưng mà ai, anh đẩy em cho ai nào? Nào nào để đọc em tên lên. Em có cái tự trọng của em. Nhưng mà em kể đi, anh chưa đẩy em với ai nhé, em đừng có điêu nhá. Đấy, đánh đá. Anh mới là người đánh đá. Bông Rùa đã uy scan 10.000 đồng. Thuyết âm mưu anh có ni rồi nên hay đi làm mối cho người khác. Em thích ai là đấy Bông Rùa của em thích tự tìm người đấy hiểu không? Ừ, không cần ai cả. Thì anh chỉ sợ em để tụt mất một người tốt thôi. Phải làm chủ cuộc đời mình chứ sếp. Bây giờ như thế. Đầy người thích em được. Nhưng mà giờ em chưa tìm được người phù hợp thôi. Em không thiếu mối đâu, không cần phải anh phải đưa đẩy. Cứ như là món hàng á. Okay, anh tự kiếm cho anh đi. Người ta giới thiệu cho có một người thôi mà cũng nói người ta thế bao giờ. Rồi lần sau không sang đây nữa. Đi ngoài, đi chung đi. Em cũng đầy người thích nhưng mà em cũng chưa chọn thôi. Đi đi, không nói chuyện đi, đi đi. Đây là lần cuối tôi gặp cô này rồi, đi đi. Giả đầu okay, dối. Lấy xe đi chung trực. Đi. Bye, chào một nhá. Còn đồ hay dỗi, em là anh ngoài nha, bye bye. Tập đấu thì tôi nói anh dẫn anh về đâu. Hay dỗi thế không có người yêu đâu. Có hay không là việc của tôi. À. Đi. À, mọi người triệu tập lại mấy nhân chứng nào mà thấy một cái người mặc bộ đồ đỏ ở trên bãi đá đó về làm chứng luôn.